Xin chào các bạn, ở video clip này thì Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới cũng khá là thú vị. Bây giờ nó không phải liên quan tới sức khỏe mà mình nạp vào trong cơ thể nữa, mà đó là trong cái sản phẩm tiêu dùng của gia đình. Thì đây là nước giặt SA8 của công ty Amway. Thì với các cái thành phần tự nhiên nè, với công thức được nghiên cứu và bảo hộ độc quyền của Amway á, thì sản phẩm SA8 nước giặt này á, có những cái gì đặc biệt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua một vài những cái thí nghiệm sau đây. Và bây giờ Tâm sẽ làm một thí nghiệm cho các bạn quan sát như sau. Đây là có một mảnh vải trắng, có một số những cái vết dơ tự nhiên và có một cái đường bút bi rất là rõ rệt ha. Và đây là một ít dung dịch SA8 được chiết xuất từ cái chai này ra. Thì thông thường các loại bột giặt thông thường á, mình nghĩ là nó sẽ rất là khó để mà có thể tẩy rửa được cái vết bút bi này. Mình sẽ xem thử là SA8 có thể làm được điều gì. Bây giờ mình sẽ cho cái dung dịch đậm đặc của SA8 lên trên cái vết rất là cứng đầu là cái vết bút bi này. Và bây giờ mình sẽ có một cái thí nghiệm song song đó là mình cho một ít cái dung dịch SA8 vào trong đây. Còn cái ly ở bên phải của Tâm đây thì Tâm sẽ cho một ít bột giặt thông thường. Thì bây giờ nhờ các bạn quan sát rất là rõ rệt, rất là cụ thể như thế này về sự khác biệt của cái việc là dùng SA8 và dùng bột giặt thông thường. Đối với SA8 á, thì nó hoàn toàn tự nhiên, nó cho một cái kết quả rất là tuyệt vời, trong vắt như là nước lọc. Còn đối với lại bột giặt thông thường ở trên thị trường á, thì nước nó bị vẩn đục, nó tạo ra những cái kết thủa. Và ở trên đây thì các bạn sẽ thấy lợn cợn một vài thứ, thì đó chính là những cái chất độn để mà nhà sản xuất họ tăng được cái khối lượng của sản phẩm lên, giảm giá thành để cho họ được lợi nhuận nhiều hơn. Thì đây á, một trong những cái chất độn phổ biến ở trong các cái bột giặt thông thường đó các bạn, đó là bột giấy. Và đó đây chính là cái lý do mà khi các bạn giặt bằng đồ màu đen á, thì các bạn sẽ thấy lợn cợn những cái vệt trắng trắng ở trên đồ màu đen của chúng ta. Đồng thời nữa là sẽ có một cái thí nghiệm tiếp theo là trong cái bột giặt thông thường ở đây là nó chứa rất là nhiều chất sút, tức là những cái chất tẩy rửa, nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mình sẽ dùng cái giấy chỉ thị màu để kiểm chứng cái điều đó. Mình sẽ bỏ vào trong đây thử xem là giấy nó có đổi màu hay không ha. Thì như các bạn thấy là ngay lập tức giấy sẽ được đổi sang màu xanh, chứng tỏ là trong đây là độ bazơ hay là chất sút của nó rất là cao. Còn bây giờ thì Tâm sẽ dùng cái giấy chỉ thị màu này để xem thử là nước giặt đồ SA8 của Amway được phản ứng như thế nào. Thì như các bạn thấy là ở bên này cho ra một kết quả là hoàn toàn trung tính, không có chất tẩy rửa, không có chất sút gây hại cho da tay, cho quần áo và cho sức khỏe của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay lại với anh vết bẩn cứng đầu là cái vết bút bi này. Mình sẽ vò trong một ít nước thông thường để xem là cái vết dơ cũng như là vết bút bi này có thể được gọi là khuất phục bởi SA8 hay không. Và thông thường quần áo của chúng ta nếu như mà gặp phải những cái vết bẩn cứng đầu á, thì chúng ta cũng cần phải bỏ nó lên, bỏ dung dịch SA8 lên và chúng ta sẽ vò ở bên ngoài trước khi mà mình bỏ vào trong máy giặt các bạn ha. Và sau một thời gian vò qua thì mình sẽ xả với lại nước thử xem là các cái vết bẩn lúc nãy cũng như là cái vết bút bi á, nó có được khuất phục bởi Amway SA8 hay không các bạn ha. Thì mời các bạn xem qua là tất cả những cái vết bẩn á, nó đã được tẩy đi rất là đáng kể. Và bây giờ mình sẽ vắt khô nó. Để mình dùng thêm một ít nước lọc để xả nó đi. Rồi, và bây giờ nhờ các bạn quan sát là các cái vết bẩn nó đã được tẩy đi và cái vết bút bi cũng đã được xóa đi. Và một điều rất là đặc biệt nữa là
cái vải á, mặc dù mình vò mình vắt nhưng mà cái vải nó rất là thẳng các bạn ha, tại vì á, là trong nước giặt đồ SA8 á, nó có tới 8 công dụng lận và chúng ta không có cần phải dùng nước xả vải nữa. Mỗi lần mà chúng ta giặt khoảng tầm 5-6 kg đồ á, thì thông thường các bạn mua nước giặt á, là nhà sản xuất sẽ khuyến nghị chúng ta dùng đầy một nắp, thì cái này cũng là dùng đầy khoảng tầm 3/4 thôi, không cần đầy một nắp, mà cái nắp này nó nhỏ hơn các loại nước giặt khác rất là nhiều. Một cái chai nước giặt này chúng ta có thể sử dụng được với tầm khoảng 66-70 lần và công dụng của nó thì rất là rõ rệt, đáng kể và còn tốt hơn vì nó không có chứa chất xúc nữa các bạn ha. Với một sản phẩm tốt như vậy á, thì các bạn nghĩ rằng là mình có nên thay đổi thói quen của gia đình mình hay không?